đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trong bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích bên chồng Tây của MC Hoàng Anh, ai xem cũng trầm trồ. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, Hoàng Anh đã tiếp tục khoe ảnh cưới ngọt ngào. Cụ thể, người đẹp chia sẻ bối cảnh với màn cầu hôn cực lãng mạn. Cô viết, khi người ta hứa với bạn ngày 27 anh về và ngày 25 đã xuất hiện trước mặt, em đồng ý nhé, không biết sao lại có được tấm này. Trong khung cảnh này, cả hai nở nụ cười hạnh phúc và họ sắp chính thức nên duyên vợ chồng trong vài ngày tới. Được biết đám cưới của Hoàng Anh và Jack Kelvin diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai sẽ tổ chức tiệc cưới buổi chiều ở quận 7 tại nhà hàng sang trọng. Cô chỉ mời một số bạn bè thân như Nhã Phương, Ái Phương, dàn diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ, MC Tùng Leo. Được biết trên trang cá nhân, người bạn thân thiết của nữ MC cũng chia sẻ với bộ ảnh này đã chụp trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Suốt quá trình chụp, cả ekip lựa chọn kỹ về những nơi mà Hoàng Anh và chồng thích. Hoàng Anh diện váy cưới với nhiều họa tiết sen, còn Jack Kelvin bảnh bao với vest đen. Sau mối tình tan vỡ với nam diễn viên Huỳnh Anh, Hoàng Anh luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cho đến gần ngày cưới, nữ MC mới chính thức chịu công khai tiết lộ với mọi người. Được biết cô và chồng sắp cưới được bạn bè nhận xét có nhiều nét giống nhau, nhất là nụ cười. Người đẹp cũng chia sẻ về Jack là một người đàn ông rất yêu gia đình và luôn quan tâm đến bố mẹ bạn gái. Ngay lần đầu gặp gỡ, anh đã nói đây sẽ là vợ của mình. Cô chia sẻ chồng sắp cưới của mình vẫn đang trong quá trình học tiếng Việt nhưng chưa thể nói rõ lắm. Người đẹp cũng tiết lộ anh tuy nhiều tật xấu nhưng cô vẫn thấy an toàn và yên lòng khi bên cạnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.